Anh đùm lá sách là một truyền thống cao đẹp của người Việt Nam. Khi chúng ta đang tận hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Thắp Sáng Tương Lai sẽ cảm nhận, thấu hiểu được nỗi vất vả của các em học sinh, sinh viên nghèo trong cuộc vật lộn mưu sinh nhưng vẫn không ngừng khát khao vượt lên số phận. Bằng cách hỗ trợ học bổng và nâng đỡ những tài năng, chương trình giúp các em thành công trong học tập và cuộc sống. Chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức. Thắp Sáng Tương Lai phát sóng vào 21:35 tối thứ hai hàng tuần, tháng 3 trên VTV1.